bất ngờ mối quan hệ thân thiết giữa Hà Trí Quang và ông xã Hồ Bích Trâm. Là người vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư, Hồ Bích Trâm gây bất ngờ khi thông báo chính thức lên xe hoa ở tuổi 31. Đám cưới của nữ diễn viên đã diễn ra vào ngày 5 tháng 5 tại Quảng Ngãi. Hôn lễ tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến ngày 22 tháng 5 nhưng đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của dịch. Sau bao ngày giấu kín bưng dung mạo ông xã, sáng ngày 6 tháng 5, Hồ Bích Trâm đã giữ đúng lời hứa tung ảnh cưới full HD để chiều lòng người hâm mộ. Mặc dù lớn hơn vợ tận 7 tuổi, nhưng chồng Hồ Bích Trâm vẫn rất trẻ trung, phong độ và điển trai. Nhiều người còn nhận xét anh có vẻ bề ngoài không khác gì các diễn viên nam V-Biz. Đặc biệt, dân tình còn cho rằng Hồ Bích Trâm và chồng có tướng phu thê, nụ cười của cặp đôi không lệch đi đâu được. Được biết, chồng Hồ Bích Trâm tên Trọng đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và không hoạt động showbiz. Cặp đôi có khoảng thời gian hẹn hò kín tiếng trước khi kết hôn. Vì vậy nên chồng Hồ Bích Trâm có mối quan hệ thân thiết với các sao V-Biz như Hà Trí Quang, Hải Băng. Nữ diễn viên cho biết chồng là người âm thầm đưa đón cô đi đóng phim dự sự kiện trong suốt thời gian qua. Ông xã Hồ Bích Trâm có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với diễn viên Hà Trí Quang. Sáng nay, nam diễn viên Hà Trí Quang cũng đăng ảnh và chúc mừng bản thân, người bí ẩn đã được bật mí chúc em gái luôn hạnh phúc. Và dân tình còn nhận xét rằng khuôn mặt của ông xã Hồ Bích Trâm có nét hao hao giống Hà Trí Quang,